Nó quá đẹp anh em ơi. Rồi, hello, xin chào tất cả anh em trở lại kênh YouTube của mình nha. Như một cái đoạn clip anh em vừa xem đó, thì đây mình sẽ giới thiệu anh em với mỗi sản phẩm là thòng bẫy đa lăng, bẫy cuốc, bẫy bìm bịp, bẫy đa đa đó. Một bộ này bên mình thì làm cho anh em là 10 khung đấy. Mỗi khung của nó là 5 vòng và tặng cho anh em 5 sợi dây siêu cua ở đây đó, anh em thấy không? Về anh em nhận mặt hàng, sản phẩm mặt hàng bên mình sẽ thấy là 5 sợi dây siêu cua mình sẽ cột như này đó, để vào vị trí này cho anh em, để anh em khi anh em sử dụng một thời gian có hư hỏng thì anh em có dây để thay thế nhá. Nhiều anh em biết cách tái sử dụng thì mình cứ sử dụng, còn nhiều anh em không biết cách thì mình gỡ ra mình thay thế bằng sợi dây này cho nó nhanh nha anh em. Đó thì cái bộ thòng này bên mình làm bằng khung thép AC, thép trắng, thép 4 ly đấy. Thép này thép khung rỉ đấy. Chân đã mài nhọn cho anh em đấy. Anh em về anh em cắm, anh em bẫy bìm bịp, bẫy cuốc, bẫy đa đa đó. Thì anh em cần file tiếng đánh thì bên mình cung cấp miễn phí cho anh em đó. Còn anh em chưa có cái loa nhử thì anh em liên hệ bên mình. Bên mình có mẫu loa này là loa giá bình dân cho anh em này. Đấy, màu dàn gì đấy, có điều khiển từ xa, có jack sạc, có túi đeo, tắp ba kèm cục pin để anh em thay thế nhá, khi khi hết pin ở cái remote nhá. Đó, còn anh em cần chim mồi giả, bên mình có chim mồi giả, mình quên mất mình quay clip mình không cầm ra. Thì đây cái loa về mình sử dụng như này, anh em mở lên cho mình, cho mình tải hết đầy đủ các tiếng cho anh em rồi nhá. Tiếng cúc tơ, cuốc tơ này, cuốc thúc này, đấy, cuốc trống, cuốc mái, rồi tiếng bình bịp, đấy, tiếng đa đa, tiếng chồn, đấy, nói chung là mọi thứ tiếng để cho anh em về anh em chỉ việc đi bẫy thôi, đấy, mọi thứ tiếng ở trong đây là chuyên về bẫy thòng nhá, đó, những con gì mà liên quan đến cái bộ thòng như này mình sẽ tải cho anh em, qua bài này. À, tiếng này là tiếng thúc nhá. À, tiếng này là rất là ăn bổi này. À, anh em về anh em cứ test thử cái tiếng này này. Tiếng này thúc là con bổi từ xa về nao rất là nhanh nhá. Đó, mình đi đánh nhiều cho nên mình biết nó. Rồi anh em cần mặt hàng thì cứ liên hệ qua số điện thoại mình là 0988 633 637 nhá. Đấy, mình sẽ tư vấn cho anh em. Đấy, giao hàng toàn quốc, anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Đó, mình tải tiếng cuốc này, tiếng này tiếng bịp bịp này. Đó, tiếng bịp bịp cho anh em. Đấy, tiếng đa đa nha anh em. Rồi tiếng chỗ đèn này đó, và hết rồi nha anh em, mình kết thúc video tại đây nha anh em. Đó, anh em có mua thì liên hệ mình nhé. Rồi chào tất cả anh em.